người nổi tiếng kêu gọi từ thiện ở Quảng Nam bị bóc phốt ăn chặn tiền nói gì? Thưa quý vị, người đàn ông ở tỉnh Quảng Nam khẳng định không hề ăn chặn tiền từ thiện để đánh bạc, gái gú như thông tin trên mạng xã hội đăng tải. Vài ngày qua, cộng đồng mạng xã hội Facebook xôn xao trước những bài viết có nội dung tố cáo ông Đinh Thanh Kỳ, chú huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, người thường xuyên lên Facebook kêu gọi đóng góp tiền hỗ trợ cho các trường hợp thương tâm, người có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Cụ thể, trang Facebook có tên Tin Tin đã đăng tải hàng loạt bài viết cho rằng chính người vợ vừa mới ly hôn của ông Kỳ tố người đàn ông này mang vỏ bọc kêu gọi từ thiện, nhưng sự thật là nghiện cờ bạc, cá độ, gái gú, đánh đập vợ con, bỏ vợ để sống với người phụ nữ bằng tuổi con gái mình. Kèm theo một số bài viết là hình ảnh người vợ vừa ly hôn của ông Kỳ bị đánh gây thương tích ở mặt. Trao đổi với chúng tôi, tài khoản Tin Tin cho biết thông tin mà cô đăng tải được lấy từ bài viết trên Facebook của người vợ vừa ly hôn với ông Kỳ. Hiện nay, nhiều người không thể xem bài viết trên trang Facebook cá nhân của vợ ông Kỳ. Ngoài trang Facebook Tin Tin, hàng loạt trang fanpage có lượng người theo dõi lớn ở tỉnh Quảng Nam cũng đăng tải thông tin về việc người đàn ông nổi tiếng kêu gọi từ thiện ở Quảng Nam này bị vợ tố ăn chặn tiền, thu hút nhiều lượt tương tác của người dùng mạng xã hội. Trong khi đó, trên trang cá nhân, ông Đinh Thanh Kỳ đã công khai đăng tải bài viết khá dài, trải lòng với câu chuyện của gia đình mình. Trong nội dung bài viết, ông Kỳ kể về sự nhẫn nhục chịu đựng của mình nhiều năm qua. Ông Kỳ cho rằng vì không chịu nổi với một người vợ quá tàn nhẫn và sự áp đặt của anh em phía nhà vợ nên ông nhiều lần muốn ly hôn nhưng không được. Cách đây 3 năm, ông rời Bình Dương về quê Quảng Nam sống để ly thân với vợ, nhưng vợ ông vẫn đi theo. Vừa qua, hai vợ chồng ông đã chính thức ly hôn. Về chuyện đánh vợ, ông Kỳ viết rằng vợ ông hay dựng chuyện bêu xấu ông, rằng cách đây hơn 3 tháng, trong lúc cãi nhau, vợ ông lấy chổi đánh vào mặt ông. Với bản năng tự vệ và một phần bức xúc vì bị đánh vào mặt đau quá nên tôi có chống trả lại, ông Kỳ giải thích. Về chuyện cô ấy nói tôi cờ bạc, cũng trình bày rõ luôn. Lúc trước kia tôi có tham gia vì quá buồn, vì đi làm về bị cô ấy chửi miết, chịu không nổi tôi trốn ra quán net giải trí. Mỗi lần trốn đi là không dám về nhà, buồn quá nên tôi có lần chơi quá mức. Nhưng chính bản thân tôi tự lo tự chịu trách nhiệm trả nợ, cô ấy chửi nặng nhẹ tôi chịu đựng chứ không một lời oán trách, ông Kỳ bày tỏ. Sáng ngày 19 tháng 2, trao đổi với phóng viên báo chí qua điện thoại, ông Đinh Thanh Kỳ khẳng định những thông tin trên mạng xã hội nói ông ăn chặn tiền của các nhà hảo tâm để đánh bạc gái gú là không hề có. Họ nói chứ không phải vợ tôi nói, họ bịa ra vậy thôi, vợ tôi không có đăng như vậy, ông Kỳ quả quyết. Ông Kỳ khẳng định việc ông kêu gọi từ thiện là rõ ràng, minh bạch nên chẳng phải bận tâm gì. Ông Kỳ nói rằng mình có nợ nần trong chuyện làm ăn, vay ngân hàng, còn nói ông lấy tiền của các nhà hảo tâm để đánh bạc là xuyên tạc. Ông Kỳ chia sẻ, tôi nghĩ không cần phải giải thích gì vì cách tôi làm rõ ràng. Khi nào Mạnh Thường Quân đứng ra nói tiền tôi gửi đưa đi đâu thì tôi giải thích, chứ trên mạng không cần giải thích. Tôi làm 5-6 năm rồi, không phải ngày một ngày hai, họ biết rồi không cần phải nói. Giải thích về việc đánh vợ, ông Kỳ nói, hai vợ chồng gây gổ với nhau, cô ta đánh tôi cua lại chúng thôi chứ không có gì. Cô ta đánh tôi trước, tôi có giải thích rồi. Giải thích trên Facebook. Mình lỡ tay chúng hơi mạnh chứ không phải mình thường xuyên đánh đập vợ, đó là chuyện riêng gia đình nhưng bây giờ lôi lên mạng xã hội. Hồi trước giờ có những người họ thua mình, họ muốn đạp mình mà đạp không được, giờ họ có cơ hội, họ đạp mình. Đối với tôi chẳng là gì cả, bởi vì cách làm việc của tôi rõ ràng, có giấy, có tờ, có bằng chứng đầy đủ cả. Ông Kỳ nói và cho biết mình sẽ tiếp tục làm công việc thiện nguyện để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Đánh tham nhũng bằng cơ chế thu hồi tài sản phù hợp thực tiễn Việt Nam. Thưa quý vị, theo Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, hiện Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp nghiên cứu, xây dựng đề án về cơ chế thu hồi tài sản tham nhũng không qua thủ tục kết tội phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Tăng cường hợp tác quốc tế để thu hồi tài sản tham nhũng. Theo Thanh tra Chính phủ, trước kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, cử tri nhiều địa phương đề nghị hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm ngăn chặn triệt để việc tẩu tán tài sản, thu hồi tối đa tài sản tham nhũng, công khai minh bạch và thông báo rõ để nhân dân biết số tiền đã thu hồi. Trả lời ý kiến của cử tri, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nêu rõ, cùng với phát hiện xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, đã chú trọng xác minh, áp dụng các biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản của các đối tượng phạm tội tham nhũng ngay từ giai đoạn điều tra, không để tẩu tán, hợp pháp hóa tài sản tham nhũng. Bên cạnh đó, khuyến khích người phạm tội tự nguyện giao nộp tài sản tham nhũng, khắc phục hậu quả thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra. Theo ông Phong, dù kết quả thu hồi tài sản tham nhũng năm sau cao hơn năm trước, song việc thu hồi tài sản tham nhũng vẫn là một trong những hạn chế của công tác phòng chống tham nhũng.
Nguyên nhân chủ yếu là do số tiền thu hồi rất lớn, nhưng người phải thi hành án không có tài sản hoặc tài sản bảo đảm giá trị thấp. Thời gian giải quyết các vụ việc dài, tài sản đã bị tẩu tán, che giấu hoặc tình trạng pháp lý của tài sản chưa rõ ràng. Vướng mắc về cơ chế, thể chế trong việc xử lý tài sản làm ảnh hưởng quá trình thi hành án. Trong một số vụ án vẫn xảy ra trường hợp bỏ trốn, việc tương trợ tư pháp hình sự còn gặp nhiều khó khăn. Để khắc phục tình trạng trên, nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng, ông Phong chỉ ra nhiều giải pháp quan trọng. Trong đó, tăng cường phối hợp, tích cực, chủ động hơn trong thu hồi tài sản, nhất là việc kê biên, phong tỏa, tạm giữ phục vụ cho tổ chức thi hành thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng kinh tế. Tăng cường hợp tác quốc tế để thu hồi tài sản tham nhũng trong tố tụng hình sự, tiếp nhận xử lý yêu cầu tương trợ tư pháp hình sự của nước ngoài về thu hồi tài sản tham nhũng, đề nghị nước ngoài thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp hình sự về thu hồi tài sản tham nhũng của Việt Nam. Xử lý dứt điểm thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế còn tồn đọng kéo dài. Cạnh đó, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các tổ chức cá nhân liên quan, việc chậm thi hành một số bản án có điều kiện thi hành, tổ chức bán đấu giá nhiều tài sản bị mất giá so với giá thị trường, nếu có dấu hiệu vi phạm phải xử lý nghiêm. Đề xuất cơ chế xử lý hình sự với hành vi làm giàu bất hợp pháp. Để việc thu hồi tài sản theo bản án, quyết định của tòa án đạt hiệu quả, tránh tình trạng tẩu tán tài sản, ông Phong nêu rõ cần phối hợp thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, nâng cao tính trung thực, trách nhiệm trong kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, có hình thức xử lý nghiêm vi phạm trong kê khai tài sản, thu nhập, có cơ chế đẩy mạnh giao dịch không dùng tiền mặt, hạn chế sử dụng tiền mặt trong việc giao dịch mua bán các tài sản có giá trị lớn để thuận tiện kiểm soát thu nhập, truy tìm tài sản bị tẩu tán. Cũng theo Tổng Thanh tra, Chính phủ đã ban hành Nghị định 130 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Hiện Thanh tra Chính phủ đang xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Đây là cơ sở dữ liệu có vai trò quan trọng trong phòng chống tham nhũng và thu hồi tài sản. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp nghiên cứu, xây dựng đề án về cơ chế thu hồi tài sản không qua thủ tục kết tội, phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Chỉ đạo Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đề xuất cơ chế xử lý hình sự đối với hành vi làm giàu bất hợp pháp nhằm tăng cường hiệu quả đấu tranh phòng chống tham nhũng, đồng thời kiến nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phối hợp với Bộ Tư pháp, các cơ quan nghiên cứu đề xuất hoàn thiện các quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự nhằm tăng cường hiệu quả xử lý tội phạm tham nhũng, thu hồi tài sản trong quá trình giải quyết các vụ án. Ông Mai Văn Quân xứng đáng nhận giải thưởng về bảo vệ môi trường. Thưa quý vị, nhiều người đến xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa không khỏi bất ngờ trước cảnh hàng vạn con cò, con vạc, bồ nông bay kín vườn chim nhà ông Mai Văn Quân. Báo Lao Động ngày 19 tháng 2 đăng bài gặp gỡ người đàn ông nặng duyên với đàn cò suốt gần một thập kỷ, kể câu chuyện về một nhân vật độc đáo, người bỏ ra 10 năm để tạo lập một nơi cho chim trời về trú ngụ, đó là ông Mai Văn Quân, 61 tuổi. Ở khắp các địa phương đang có tình trạng người ta sử dụng nhiều cách để bắt bẫy chim trời. Có những cách rất độc đáo như khâu mắt, buộc chân của chim lại để làm bẫy dụ đồng loại. Cho nên, có một nông dân làm ngược lại, đó là việc đáng ghi nhận. Ông Quân sử dụng 16 hectare đất để làm trang trại chăn nuôi và quy hoạch một khu đất rộng để cải tạo, đắp bờ trồng tre, dùng làm nơi trú ngụ cho các loài chim trời. Ông Quân còn xây tường bao, rào dây thép gai xung quanh vườn, tránh sự đột nhập của những người săn chim. Đến nay, có hàng vạn con cò, vạc, cuốc, bổ nông đua nhau về ở trong vườn chim của ông Quân. Ông Quân tâm sự, mỗi khi rời phố về khu vườn chim, tôi cảm thấy mình nhẹ nhõm, ngồi ngắm đàn cò trao lượn lúc xế chiều, mình cảm thấy thư thái, nhỏ bé và yêu thiên nhiên nhiều hơn. Với công sức đóng góp và ý tưởng sáng tạo của ông Quân, thiết nghĩ cần trao cho ông một giải thưởng hoặc khen thưởng, vinh danh, cho dù đó không phải là mục đích của ông. Có nhiều giải thưởng về môi trường như Giải thưởng Môi trường Việt Nam nhằm tôn vinh những tổ chức, cá nhân, cộng đồng đã có những đóng góp to lớn về công sức, trí tuệ cho sự nghiệp bảo vệ môi trường, đặc biệt là dành cho những giải pháp chính sách, mô hình sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước. Nếu xét về các tiêu chí này, ông Mai Văn Quân xứng đáng được trao giải thưởng. Ông Quân là một nông dân, có ý thức bảo vệ môi trường và hành động tạo ra kết quả thiết thực. Ông Mai Văn Quân không phải là nhà khoa học để có những công trình to tát trong phòng thí nghiệm, mà làm thực trên hiện trường, sáng tạo một mô hình ngay trên ruộng đồng, làm nơi cư trú cho chim trời.
Việc làm của ông Mai Văn Quân còn là bài giáo dục công dân thực tế, dạy dỗ con cháu biết yêu thiên nhiên. Và đó là thông điệp lan tỏa đến cộng đồng để mọi người cùng thay đổi nhận thức, chung tay bảo vệ môi trường. Vinh danh những cá nhân có những sáng kiến, sáng tạo bảo vệ môi trường sẽ tác động tích cực đến xã hội để có nhiều người tham gia làm những việc hữu ích như ông Mai Văn Quân.